Em chào các bác, Hà Nội lại hửng nắng rồi các bác nhá. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em xin phép là báo giá nhanh qua vài mẫu xe mà em còn đang bán tại cửa hàng để các bác tiện theo dõi và làm mặt các bác nhá. Cũng cảm ơn các bác là chiếc xe Focus mà để lâu quá không bán thì em cũng bán được rồi các bác ạ. Nên đợt này là em tập trung là làm hàng lướt, tức là cái xe đời nó cao một chút chứ không làm xe đời thấp nữa các bác nhá. Hôm nay em chia sẻ với các bác thêm một vài mẫu xe. Đây là cái chiếc xe Peugeot 3. Xin lỗi các bác, đây là chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT-Line, sản xuất và đăng ký 2022, tên tư nhân biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, màu xám lông chuột, nội thất đen. Chiếc xe này của em là nó chạy 3,7 vạn xịn các bác nhá, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và cái chiếc 2008 phiên bản GT-Line này các bác ấy thì nó là phiên bản cao cấp nhất rồi các bác nhá. Dưới phiên bản GT-Line này nó là phiên bản Actis là bản thiếu các bác nhìn này. Còn GT-Line nó sẽ trang bị được đèn bi các bác nhá. Và nó có cái logo GT-Line đây này các bác này. Và một vài thứ nữa option theo xe các bác ạ. Ngó qua với các bác này. Các bác ơi, cái chiếc xe này bây giờ tổng lăn bánh xe mua mới các bác là phải bỏ ra số tiền là khoảng 860 các bác ạ. Thì bây giờ chiếc xe này em đang bán cho các bác với giá là 668 triệu các bác nhá. 668 triệu thì nôm na các bác đỡ được khoảng 190-200 so với xe mới. Thì các bác cũng nên cân đối. Còn chất lượng xe thì em cam kết với các bác là bao check hãng và bao check ở bên cơ sở thứ ba các bác nha. Đó. Mời các bác ngó qua nội thất này. Nội thất của chiếc xe Peugeot 2008 thì nó quá đẹp rồi. Xe này của em chạy có 3,7 vạn xịn thôi, nên là chất lượng xe thì nó như mới các bác nha. Như mới luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của cái chiếc xe này. Đây là khoang hàng ghế thứ hai này các bác này. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà để mà nói rộng quá thì nó cũng không rộng quá đâu các bác ạ. Bởi vì form dáng của chiếc xe này nó là xe thể thao mà mọi người. Đó. Còn bên cạnh đây là chiếc Mercedes 400 sản xuất và đăng ký 2014. Con xe này thì em đang chào bán cho các bác với giá là 1 tỷ 3 các bác nhá. 1 tỷ 3. Màu xanh Kawasaki, nội thất kem. Xe này thì em cũng bao check hãng các bác nhá. Em cũng quay clip chi tiết nhiều rồi. Hôm nay em là lên sóng nên là em cứ quay lại để cho các bác tiện theo dõi và nắm bắt về chiếc Mercedes này. S400 các bác nhá. Đây là chủ cũ người ta gắn Mercedes S450 thôi, nhưng mà nó là S400 các bác ạ. Đây là chiếc Fadil 1.4 AT sản xuất và đăng ký 2020, màu đỏ, nội thất đen. Con xe này chạy có 5 vạn thôi các bác. Con xe này em cũng đã quay chi tiết khá nhiều rồi. Mới lắm các bác nhá. Thật sự là nếu như bác nào mà đang muốn mua Fadil ấy, xe đẹp, yêu cầu của các bác là xe phải đẹp, thì em cũng cam kết với các bác là con xe này của em chắc chắn là không có trên thị trường đâu. Con này lên màn hình Android rồi các bác nhá. Thảm cao su đẹp rồi. 305 triệu các bác ạ. VinFast Fadil sản xuất và đăng ký 2020, màu đỏ các bác nhá. Hồ sơ em rút hồ sơ cầm tay rồi. Ở đây là chiếc xe xe này thì em chia sẻ với các bác là thời điểm mua mới nó rất đắt các bác nhá. Nên là bây giờ chiếc xe này em đang bán là 460 triệu. Toyota Yaris bản G số tự động sản xuất và đăng ký 2018, màu đỏ. Xe chạy 4 vạn. 460 triệu các bác ạ. Bác nào có tầm tài chính lanh quanh 500 đây, em để cho các bác chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất và đăng ký 2020, màu trắng các bác nhá. Màu trắng sản xuất và đăng ký 2020 ạ. Xe chạy 4,8 vạn. Hồ sơ cầm tay các bác nhá. Con này là 20 nhưng mà form của 2021. Các bác nhìn nội thất đen đấy mọi người. Đây. Xpander sản xuất và đăng ký 2020. Bác nào em đang còn vài xe, bác nào thích xe nào thì ở em các bác nha. Em cảm ơn các bác ạ. À đây, sorry các bác, đây là con CX-5 đây mọi người này. Con CX-5 là em bán rồi các bác nha. Và em đang đợi khách đến ngày đẹp để giao xe các bác ạ. Em cảm ơn các bác.